Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Nãy giờ thì mình cũng cho Water Fury ăn được một ít rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy có sự thay đổi nhiều ha. Hy vọng là khi lên cấp 25 thì Water Fury sẽ cho mình thấy rõ hơn. Cái gì? Cấp 25 nhưng mà mình cảm giác không có thay đổi gì rõ rệt luôn á. Vẫn giữ được cái nét lúc còn nhỏ của em nè. Những em rồng Fury mình thấy có một cái đặc điểm là như vậy ha. Lần trước Shadow Fury thì cũng thế luôn. Ồ, có vẻ là khi lớn thì mấy em này vẫn giữ được hình dạng lúc nhỏ ấy. Khá là hay. Ồ, cái gì đây? Cái gì đấy, rồng cổ? Trời ơi, con rồng rắn cổ này. Trời ơi, tự nhiên nó đáp xuống, nó tấn công Water Fury của mình. Một hit một em đi luôn rồi. Nhỏ mới ăn xong à. Trời, đánh tránh bữa ăn mà vậy đó. Thánh thần ơi, không hiểu luôn. Nghiệp quật rồi, cái tội hôm qua mình bắt cóc cái thanh niên thuyền trưởng hải tặc này. Bây giờ mình đã bị nghiệp quật rồi, mà nó quật vô gồng mình mới cay chứ. Ghét ghê luôn á. Chắc mình bắt nhốt thanh niên này luôn, không thả luôn. Wow thiệt. Thôi giờ chịu khó lên trên. Hồi sinh ẻm lại chứ biết sao giờ. Khổ thân em rồng à. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Giờ phải cho ăn lại nè. Thôi anh xin lỗi nha, giờ không còn con răng cồn nào dám cà khịa em đâu. Thiệt tình luôn á. Vô trong lại đi. Rồi, giờ thì mình sẽ thử cưỡi Water Fury coi có được chưa nha. Ui, bay lượn kìa. Có ẻm bay kìa. Nhanh chưa? Khá là nhanh nhẹn đấy. Wow, cấp 30 là mình cưỡi được luôn rồi nè. Di chuyển dưới mặt đất thì rất là nhanh á. Wow, còn bay thì... bay cũng vậy luôn, bay cũng rất là nhanh luôn. Ui, đã nha. Ui, ở đây có con răng còn, mình có nên giết nó luôn không? Bây giờ tự nhiên mình mất thiện cảm với cái loài rồng Runko Ui này rồi đó. Tự nhiên quýnh rồng Water Fury của mình là mình thấy không vui rồi đó nha. Mới mốt là coi chừng á. Ui, sao tự nhiên lắc thế? Có rồng là dẫn đi liền. Ui. Ui, như cái bên đây có cái tổ rồng hoang dã hay vậy? Ui, đúng rồi. Thôi, nè. Mới nãy em ăn mới bị con kia cà khịa xong rồi, giờ không muốn bị cà khịa cái nữa đâu. Và cạnh cái chỗ... à, con rồng hoang dã kia là một cái chỗ im bú mệnh ôn ta. Trời ơi. Các bạn biết tại sao bây giờ mình gặp cái này mình vui không? Vì bây giờ mình cảm thấy là tìm trong đây nó còn dễ gặp sách Master hơn là ở trong mấy cái ngôi làng nữa. Trời. Biết ngay mà. Ồ, sách này học rồi. Ồ, cũng được 3 quyển mới rồi. 4 quyển, 5 quyển mới luôn. Cố sức Master học rồi. Hợp lý. Lại đây Water Fury. Đâu hả? À, đằng kia còn có nhà của Pháp Sư à. Được quá ta. Qua đó xài ké cái bàn làm phép luôn. Hợp lý. Trời, vậy là bữa nay chuẩn bị có phép mới học rồi ha. Lấy gậy phép ra sẵn luôn. Rồi, lên trên học rồi sau đó cưỡi Water Fury đi khám phá tiếp thôi nào. Sao cho xài ké ăn bữa nha. Đây, sẽ ép 5 phép này vô. Rồi, sau đó ra ngoài và test thôi. Cảm ơn vì đã cho dùng ké. Rồi, tranh thủ test lẹ rồi chúng ta cùng đi nữa nào. Vô. Phép này là phép bên hạ hồi phục. Nó có tên là Healing Aura. Mình sẽ tạo ra một cái vùng hồi phục. Nhưng mà những cái con zombie các thứ đồ nó vô đây là nó sẽ bị mất máu nha. Hay. Ví dụ cừu mất máu thì có hồi phục được không ta? Mình sẽ thử nha. Mình sẽ thử trên cừu luôn coi. Cừu đứng yên đi. Coi mình có dùng được không. Ồ, như vậy thì chỉ có thể hồi phục cho mình thôi. Còn riêng những con vật khác thì không có hồi phục được. Như vậy thì cũng ok đi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là một phép bên hệ băng. Nó tương tự với phép bơm điện á.
cái này giống như là chọi ra cái bom băng vậy á. Và đó, bom băng này nó sẽ bắn ra những cái mảnh băng và gây rất nhiều sát thương á. Ui, chúng mảnh băng này sẽ bị đóng băng luôn nè. Nè, đóng băng cái mặt cù nhợt nhạt đi luôn nè. Ui, cũng hay phết đấy. Được, được, một phép tấn công hệ băng. Ồ, phép tiếp theo là hệ gì mình chưa rõ, nhưng mà mình thấy nó dịch chuyển mình này. Nó cho mình bay lắc này. À, và phép này là phép cho mình tốc biến đến một nơi tức thì ha. Ở một cái phạm vi gần thôi. Wow, bên này còn học được phép tốc biến nữa. Hay. Wow, di chuyển rất là thoải mái luôn. Được, 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 được. Rồi, bây giờ thì tới phép Fairy Ring. Nhẫn tiên hả? Ôi sao nó... Ôi cái phép này làm mình liên tưởng tới cái phép đặt nấm hồi xưa mình học gì ta. Cách đây một khoảng thời gian mình cũng học được phép đặt nấm, nhưng mà mấy cái nấm này nó lạ lắm. Mình không có đạp được. Ồ. Ui, ui, ui. Cho cái nấm gì mà đẩy con bò bay cao vậy? Đạp nấm đi, Ripper đạp nấm đi. Ồ, nấm lửa cơ. Cái nấm màu xanh này là cái nấm đẩy lên trời. Trời ơi, cái nấm gì lạ vậy? Chưa, để mình bắt bò, mình cho bò đạp cái nấm này. Trời. Trời ơi, nó bắn bò văng tít lên kia rồi. Dạ man, con ngang cái nấm à. Cái nấm này hơi bị khủng luôn á. Nè, lại cái nữa nha, mình làm đúng một lần nữa thôi nha. Rồi, bắt được bò rồi nè. Mình sẽ thả bò vô cái nấm này. Đó. Trời ơi, cái nấm này nó văng hơi bị xa luôn. Ok, phép đặt nấm phiên bản xịn sò con bò hơn á. Ôi, cái phép gì mà động đất ghê á. Ôi á, ấy á. Trời ơi, phép gì mà nó vừa tạo ra một vụ động đất ghê hả? Ui, phép này nó tạo ra một cái này là những cái giống như là những cái cây gai xung quanh để bảo vệ mình hay sao ấy. Nếu như mình đoán không lầm. Đúng rồi, đây là những cây gai nha. Phép này có tên là Forest of Thorn. Trời ơi, mấy cây gai này đi vô là mất máu á. Wow, cũng hay phết. Hồi nãy giờ mình ấn tượng nhất là cái phép đặt nấm nha. Nó có cái nấm màu xanh lá cây này nè, rất là lợi hại luôn á. Lỡ ngớ đúng không? Ví dụ mà mình là con zombie, nhiều khi đạp chúng phát là văng lên đọt cây ở luôn ấy, không đùa. Rồi, giờ thì kêu Water Fury và đi tiếp thôi nào. Nãy giờ test phép cũng hơi lâu rồi đó. Ê, get go. Bữa nay có vẻ hơn. Kế bên cái chỗ... Impulman on ta còn có một cái ngôi đền nữa nè. Được vậy. Ơi, nhưng mà khoan, trước ngôi đền nó có một cái cây. Ủa, sao cái cây này lạ vậy? Tại sao trên cây lại có những cái mạng nhện? Đây là cây mạng nhện à? Nó không mọc ra trái cây mà nó mọc ra mạng nhện nè. Ảo thiệt ấy. Ui, ngôi đền này cũng khá là đặc biệt đây. Trời ơi. Được. Đi xuống dưới thử coi như thế nào. Xuống dưới mình đặt nấm rồi chứ. Ủa, có zombie. Đặt nấm nè, ngon bước vô. Ui, nó bước vô thiệt à. Ui, ai vậy? Chọi bom băng thôi. Chọi bom băng nè. Giỡn mặt hả? Còn con nào nữa? Bước ra đây đi. Hết rồi. Được, lướt tiếp thôi. Một quyển sách advent. Bữa nay nhân phẩm mình cao thiệt luôn á. Vô toàn lụm được sách thôi. Thích thật sự. Tiếp tục. Bên đây thì có ba quyển. Ô, quyển này học rồi. Ô, ba quyển thì học hết luôn rồi. Được có một quyển mới trong công trình này hả? Thôi kệ, có cũng vui rồi. Và ngoài ra thì nó còn tặng mình thêm một cái khối ngọc lục bảo free ở đây nữa. Lụm luôn. Đồ free mà không lụm thì hơi uổng. Cũng được ha. Ra công trình. Ồ, có cái đầu con xương trắng. Lụm luôn đi. Một xíu mình có gặp công trình mà triệu hồi boss á, mình sẽ tận dụng cái
đầu xương trắng này để mình triệu hồi boss của chúng ta chiến đấu kiếm thêm đồ ha. Cũng hợp lý, cũng hợp lý đó. Rồi, Water Fury mình đâu mất rồi? Ok, mình mới đáp xuống xíu mà Water Fury đi đâu mất rồi. Để mình kêu ra. Thôi, đi ngủ à, trời ơi. Tại buổi tối nên mấy em gồng hay bay đi kiếm góc ngủ lắm. Mình phải kêu lại thì mới chịu lại với mình á. Đã vậy trên đường đi còn gặp được ngôi đền Night Fury nữa này. Vậy là mới mốt thoải mái rồi, dư sức mà nâng cấp. Và không chỉ vậy, còn có một cái... Ủa cái này là cái cây nhưng mà sao nó lạ lắm, cây này nó lạ lắm. Lại là con Vabomot này hả? Bên đây là con Vilevine nữa. Nhưng mà cái spawn của con này là mình gặp lần thứ hai rồi nè. Hôm qua gặp một lần rồi, hôm nay gặp một lần nữa. Nhưng mà nó không spawn ra để cho mình farm nữa. Coi coi nó có rơi ra đồ gì cho mình hay không ấy. Ê, trên cây nó còn có rương à. Ôi rồng rồng rồng, xuống đây xuống đây. Trời ơi, bay lạng các thứ, mắc kẹt trên đồ cây à. Để anh, mấy cái nào khó quá để anh cho. Anh bay lên nè. Gương mà giấu trên đồ cây hả, phát hiện liền. Và nó vẫn giống như cái công trình hôm qua ha, nó vẫn cho mình những cái forest shack. Ui, hôm qua mình gom được mấy cái ta, hôm qua hình như được 3 cái đúng không? Mình không nhớ nữa, nhưng mà cứ bỏ túi trước đi ha. Một xíu về mình sẽ tổng kết lại coi coi mình được bao nhiêu cái forest shack rồi. Nhiều khi mình đã đủ cái mảnh forest shack để chúng ta chế tạo ra viên đá forest stone rồi đó. Hợp lý nha. Còn cái con Vilevine này chưa thấy nó spawn nè. Không spawn là đi luôn á. Thiệt tình. Cũng không biết là nó sẽ cho mình cái gì ấy. Tò mò cực kỳ luôn. Gặp mà gặp lòng spawn mà không spawn gì trơn à. Lạ thiệt. Hình như là băng qua thêm vài cái vùng này nữa là tới cái chỗ ngôi nhà đó hay sao nè. Đây đây đây, tới luôn rồi nè. Đây rồi. Yes, chúng ta đã tới nơi. Đáp xuống em ơi. Đáp xuống. Ui, đừng, từ. Con này dám quýnh rồng mình. Trời đất ơi, nó quýnh một phát. Rồng của mình mất nửa cây máu à. Nguy hiểm thiệt sự. Đây mình sẽ hồi máu lại cho rồng mình ha. Cổ đem. Ngồi xuống đi. Đây đây anh hồi máu nè. Bay hoài. Ở vùng này là nguy hiểm chứ không phải giống như địa bàn mình đâu. Lãng quảng là bọn chúng quýnh. Ôi, rồng giận luôn rồi. Mình không bảo vệ được rồng, rồng giận bay về nhà mình luôn rồi. Buồn ghê luôn á. Thôi rồng về thì mình cũng vô công trình mình khám phá thôi. Cái này thì mình sẽ sử dụng chìa khóa Giáng sinh ha, để chúng ta bước vào cái công trình Giáng sinh này. Đó. Liệu rằng nó sẽ cho mình cái gì ở trong này đây. Rồi, chúng ta đã bước vào thế giới. Ủa, cái dungeon Giáng sinh rồi ha. Ui, ở đây hơi tối nha. Búp anh tầm nhìn lên cái coi. Đấy, nhìn sáng sáng cho đỡ sợ chứ không gì hết á. Rồi, vô đây. Và công việc của mình vẫn là chống chọi với những cái thanh niên F này ha. Thấy thanh niên này nhìn có thể thân thiện thôi, nhưng mà không đâu. Gặp mình là quýnh mình đấy. Nên mình phải chủ động tiêu diệt trước thôi. Mà được cái quýnh mấy thanh niên này, mình được rất là nhiều những cái đồ trang trí Giáng sinh luôn á. Hồi nhà, bớt bớt đi nha. Rồi, giờ thì mình sẽ vô trong nhà để khám phá thôi. Ui, đó. Trời ơi, quýnh mình phát văng cả khúc luôn. Nguy hiểm thiệt sự. Vô trong. Ui, trong đây dạng trang trí Giáng sinh. Nhìn cái nôm tới Giáng sinh đấy nha. Trang trí kiểu nó bị đẹp ấy. Rồi, tiêu diệt. Nhưng mà nãy giờ mình chưa thấy thanh niên nào rơi ra cái chìa khóa nha. Ở đây còn nữa à. Trong đây hết đường rồi. Vậy là không phải căn nhà này. Trong rương thì cũng không có đồ luôn. Ở đây có những cái con Yeti. À, vậy là mình sẽ farm những con Yeti này để có được cái chìa khóa heavy ha. Chìa khóa nặng nè. Wow, ra là vậy. Căn nhà này có thêm một con Yeti nữa. Mình sẽ thủ tiêu nó. Đưa chìa khóa cho ta. Ui, miễn nhiễm dưới điện à. Này thì miễn nhiễm à. Miễn nhiễm một lúc thôi chứ đâu miễn nhiễm hoài được.
phép thuật điện của mình đâu phải dễ miễn nhiễm như vậy chứ. Rồi, ôi trời, trâu chưa, 160 máu. Quá ghê gớm luôn á. Đây vẫn chưa phải là căn nhà có cái cánh cửa rồi. Nếu mà nó có chìa khóa như vậy thì chắc chắn sẽ có một căn nhà nó có cánh cửa cho mình ha. Và đó cũng là nơi mình cần tìm trong cái dungeon này đó. Mình phải gắng tìm nơi đó thôi. Cố lên. Chúng ta đã có được 3 cái chìa khóa rồi. Wow. Không biết những cái chìa khóa cuối cùng nó đang nằm ở căn nhà nào nè. Hôm nay mình thấy cũng nhiều nhà phết đấy. Đấy. Kim cương nữa. Lượm luôn. Rồi, đây là căn nhà thứ tư hay sao rồi. Cộng vào ở đây. Vô. Lượm chìa khóa. Ui, nó còn rơi ra cái nón Giáng sinh nữa cơ. Đâu mình đợi thử coi. Pháp sư liên gồng là chuyển sang pháp sư đi ăn Giáng sinh rồi. Chắc bữa nay nghĩ làm pháp sư bữa đi ăn Giáng sinh quá, đi chơi Giáng sinh. Mặc dù bây giờ chưa phải là Giáng sinh á. Thiệt luôn á, vô đây kiểu nó có không khí Giáng sinh cực luôn. Trang trí gì đâu mà quá trời quá đất. Nhìn cứ bị thích đấy. Ui da, quýnh đau thế. Rồi thôi, không đổi nón Giáng sinh nữa đâu. Đổi nón thép rồng đi, cho nó an toàn. Bị quýnh cũng đỡ mất máu. Rồi nãy giờ mình gom được 40 chìa khóa rồi đó. Mà chưa thấy chỗ nào để nhét cái chìa khóa vô hết. Lạ thiệt. Ui, đây là cái chìa khóa thứ 5 luôn nè. Đưa chìa khóa đây. Đưa chìa khóa đây, con Yeti kia. Mấy con này thì có vẻ to xác gì đó, nhưng mà mình quýnh một xíu là chết à. Cũng không quá là mạnh ha. Nên cũng đỡ khổ. Rồi luôn. Vẫn chưa tìm ra được chỗ để đi vô luôn ấy. Hay là trong căn nhà này ta. Ôi, lót lên bay. Ủa, phải căn nhà này không? Đâu mình vô thử á. Phải không vậy? Ồ, không phải. Mình phải tìm một cái căn nhà nào đó mà nó có cánh cửa bị rào lại thì mới đúng á. Ủa, vậy là căn nhà nào ta? Lạ vậy. Nhà này. Ôi, có đường lên nè. Ồ, đây rồi, đây rồi. Đúng không? Chính xác. Đây chính là nơi mình cần phải đi vô nè. Maintain room. Cái này là maintain room á, mình vô thử. Wow. Có mấy thanh niên F canh giữ nè. Ở đằng kia còn một cánh cửa nữa. Ồ, canh giữ nghiêm ngặt gì, chắc chắn là đây là nơi mình cần tới rồi. Canh giữ quá trời nghiêm ngặt luôn. Có đường xuống nè. Vẫn còn mấy thanh niên ở dưới này. Mình sẽ cho biết sức mạnh của cánh rừng. Rồi, đừng hòng có đụng vô tôi nha. Rồi, đi tìm cánh cửa thôi. Ui, cánh cửa bên kia. Phép thuật rừng rậm của mình cũng ghê gớm đấy chứ. Wow. Đây rồi, tiếp tục. Mình còn tới 2 cái chìa khóa, tức là còn 2 cánh cửa nữa mình cần phải tìm ấy. Nên cũng khá là khó đây. Ê, mình thấy cái chân của rồng rồi. Ồ, gần tới rồi. Ủa, mình mở cái rương nữa, không mở được. Gần tới rồi, cánh cửa. Đây, cánh cửa đây. Né ra. Người định bảo vệ cánh cửa hả? Ta sẽ quýnh ngươi luôn. Này thì bảo vệ cánh cửa. Và, ôi, chết rồi, mình thiếu chìa khóa mất rồi. Ôi không, mình còn thiếu một cái chìa khóa. Giờ phải chạy ra ngoài để tìm cái chìa khóa cuối cùng nè. Oh man, khó vậy. Ê, bây giờ mình có phép thuật mà. Để coi mình có thể dùng phép thuật mình đi xuyên qua chỗ đó hay không. Dùng phép thuật đi xuyên qua được. Trời ơi, ai quyên 500. Cái gì khó thì có phép thuật lo. Mình đã tới căn phòng cổ rồng Snowball á. Ui, rồng mà cũng mang cái gì ta, cái
cái không khí Giáng sinh luôn nè. Giống như là thông thường Giáng sinh á, thì sẽ có tiết rơi á, và người ta sẽ làm những người tuyết đúng không? Đây, rồng này giống y ra người tuyết luôn á. Cái mũi nè, nhìn rất là giống luôn á. Ôi, nhưng mà nhìn kỹ cái mũi giống củ cà rốt hơn ấy. Rồi, ôi rồi rương đâu? Mà bốc phép một lúc rồi cái rương đâu? Cái rương tôi đâu? Trong này không phải. Ủa, rương đâu? Rương đâu? Ơ? Không có rương à? Ơ kìa. Ui, bậy nha. Cái rương của tôi đâu? Đây rồi. À. Ôi trời 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 trời. Cái gì đây? Biểu diễn ăn cá nghệ thuật à? Mình biết rồi. Cái rương trong công trình này là những cái hộp quà Giáng sinh. À, ra là vậy. Mình cứ... Trời ơi, tưởng đâu cái này trang trí không á. Đặc biệt hơn là cái rương đầu tiên đã cho mình cái trứng rồng luôn. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Gấu teddy nè. Lượm luôn. Một cây kẹo. Ồ, cái này là cây kiếm chứ không phải cây kẹo đâu. Cây kiếm á. Cây kiếm... Wow. Ui, cây kiếm nhìn lạ thiệt luôn á. Ồ, cảm ơn vì quả trứng nha, rồng Snowball. Quá đã luôn. Chuyến đi này có chiến lợi phẩm xịn sò công vợ rồi. Thôi, tạm biệt rồng nha, cho cái đùi. Cái đùi xiên que nè. Rồi, mình đi về thế giới của mình thôi. Wow. Mới rời khỏi cái công trình thì mình đã gặp rồng Titan Wooly. Nhưng mà đây là màu tím mộng mơ, kiểu như màu hiếm á nha. Trời ơi, đẹp vậy. Quá là xịn luôn á. Bên đây thì rồng Grimson bình thường thôi. Wow. Tính ra dùng băng này cũng còn nhiều cái kiểu như công trình cũng như là những loài rồng mà mình chưa biết được đâu. Mình nghĩ vậy đấy. Với cả nó cũng khá là rộng ấy chứ. Được, coi như lần này trở lại thì chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn cái dùng băng này á. Lâu lâu mới ra dùng băng mà. Quẩy một bữa cho nó đã. Ý, rồng ấy hả? Rồng ấy đúng không? Rồng ấy... À không, Malay Falcon. Cũng tại cái màu này mà mình bị nhầm mấy lần rồi đó. Mừng hụt hoài luôn á. Không biết có cái phép nào hô biến từ trứng Malay Falcon thành trứng đồng ai không trời. Omega lui. Hô biến vô kho đồ. À xong, vậy là hết mừng hụt này. Coi như có chiến lợi phẩm đi. Người nhà quê chập hai luôn. Trời ơi, mỗi lần nhắc tới gồng ai là cảm giác nó buồn trong lòng nha. Tìm mãi mà không thấy đâu hết đó. Chẳng lẽ từ đây tới hết series mà mình không tìm được trứng gồng ai sao ta? Vậy thì vô lý quá. Rồi mình lại gặp thêm ngôi đền mê cung ở dưới nữa nè. Thôi không vô đó đâu. Vô đó xà quần một lúc lại bị lạc nữa. Mất công lắm. Ừ, nhiều khi mình sẽ búp nhân phẩm của mình bằng cách đội nón Giáng sinh ha. Ai đội nón Giáng sinh vô. Đấy, hy vọng là búp nhân phẩm nha. Đi thôi, get go, get go. Mà lâu lắm rồi mình quên mất là mình có thể khám phá trên thiên đàng mà ta. Hôm nay sẽ là một chuyến khám phá phụ ở trên thiên đàng á. Tại vì ở thế giới này mình vẫn còn một cái kiểu như là hai boss mình chưa đánh được. Thứ nhất là boss hình như là cá hay sao á. Và thứ hai là boss ở ngay chỗ này, mình thấy có đường vào nè. Đây rồi. Boss này là boss hình như là thần lửa hay sao ấy, thần lửa thần mặt trời gì đó, mình không rành lắm. Nhưng mà đây chính là đường vào. mới trở lại là gặp luôn chỗ boss à. Ảo thật đấy. À, đây là thần mặt trời. Vô để mình vô mình đàm tiếu qua là linh tinh với cái thằng mặt trời này cái đã. Công nhận muốn đánh nhau thôi mà cũng mất thời gian nữa thiệt luôn á. Nói nó lẹ đi nha, tôi tính nóng vô công cao đấy. Tôi hơi nhịn hơi bị lâu rồi đấy, lẹ đi. Rồi xong rồi nè. Bốc phép một lúc thì mới chịu đánh nhau với mình. Khổ ghê á, mà đánh nhau với thằng lửa thì cũng không phải cách đơn giản nữa. Mình phải phản đam lại nha, chứ không phải khi không mà quýnh được đâu. Ôi trời. Từ từ. Hình như chưa có quả cầu có thể tấn công. Đây rồi, đây chính là quả cầu mình có thể tấn công thằng lửa nè. Rồi, vô thôi. Canh cho chuẩn nha.
đó, phản lại cái quả cầu tuyết đó thì mới gây được sát thương á. Nói chung thì cũng đơn giản thôi, chủ yếu là mình khéo léo một xíu là được. Gán đi, một xíu nữa thôi là chúng ta sẽ có được vật phẩm của boss thằng mặt trời rồi. Xíu nữa thôi, cái này tầm 3 quả cầu nữa. Rồi, tới công chuyện con boss này rồi. Đợi một tí nữa, bắn lẹ đi. Quýnh con này nó hơi mất thời gian một xíu á, tại vì một lúc nó mới kiểu như tạo ra một quả cầu băng cho mình phản đam nó. Đấy rồi. Xin nhá. Được không? Giờ thì chúng ta đã có thể mở ra được căn phòng bí mật trong cái công trình này rồi. Và công trình này thì phải có chìa khóa thì mới mở rương được nha. Nó khá là đặc biệt luôn. Mình sẽ mở thử. Coi coi. Nó cho mình một cây kiếm Macaron. Kiếm Macaron à. Không biết nó có hút máu được không ta. Không có con gì để mình test hết. Nhưng mà cái màu của nó thì khá là đẹp á. Màu đỏ thẫm luôn á. Nhìn cực kỳ thích luôn. Cái găng tay thì coi coi. Mình có thể đeo được nè. Sao không thấy rõ lắm ta. Mình đeo găng tay vô mà nó không có hiện thị lên nè. Hơi kỳ ha. Và cái mình thích nhất của con boss này, đó chính là cái vật phẩm tên là Sun Onta. Với cái vật phẩm Sun Onta này thì mình có thể tùy chỉnh được thời gian theo ý mình luôn á. Ví dụ, ủa? The sun is still moving in correct position. Ủa là sao, mình đặt sai vị trí hả? Ủa cái này mình nhớ là nó có thể chỉnh được thời gian buổi sáng buổi tối tùy thích mà ta. Cái giấy. Hàng dởm ơi. Boss cho mình hàng dởm ơi. Oh no. Ôi chạy. Cái này phải về nhà mình phải nghiên cứu lại thôi. Mình thấy người ta quảng cáo là cái này là chỉnh được thời gian mà. Kỳ vậy. Đi rồi. Tìm thấy rồi. Nãy giờ mình dưới dòng Galaxy cũng khá là vất vả để đi tìm cái chỗ boss cuối cùng bên thế giới thiên đàng này ha. Và mình cũng đã tìm thấy rồi. Giờ thì mình sẽ đi xuống tầng dưới trước. Tại vì tầng dưới nó cũng có đồ á. Bỏ uổng. Đi. Vô thôi. Ui, nhưng mà giờ mới để ý nha, mình gần hết mana trong hai cây gậy tấn công chính rồi. Hơi căng nha. Mở rương. Cho mình một cái áo tròn trắng luôn. Đeo vô được không? Cho mình đeo áo tròn vô. Ôi, đeo vô nhưng mà nó không có hiển thị lên á, ngộ ghê á. Bên đây thì cho mình một cái khiên. Wow, có khiên luôn. Quá dữ. Ơ sao đồ giống nhau vậy? Có một xô kiểu như là nước cô rễ cây trời nè. Lượm về. Cái rương này thì một xíu có chìa khóa mới mở được. Rồi lên tiếp. Mình sẽ lên trên coi thử coi. À đây chuẩn bị. Tới luôn. Đây là chỗ của boss cá cái này nè. Whale là cá voi vua ha. Rồi. Boss cá voi vua này để coi. Chuẩn bị nha. Đó. Đây là lúc tấn công. Khi mà cá voi vua hút xuống cái công trình này thì mình sẽ tận dụng lúc cá voi bị choáng á, mình sẽ tấn công nha. Và mình cũng phải canh để mình né công thuật. Hên quá. Với cả là cá voi vua sẽ miễn nhiễm với những cái sát thương kiểu như dạng bắn á. Nhưng mà tiếc đây, sao mà miễn nhiễm được sát thương của vật điện. Đây rồi. Hút cá voi vua nè. Hút thì một cái nữa nè. Còn cỡ 4 hit nữa thôi là chúng ta sẽ đánh bại được cá voi vua đó. Ơi, 2 hit hả? Chỉ thêm 2 hit thôi là mình đánh bại được cá voi vua rồi. Tuyệt vời. Và cá voi vua sẽ cho mình cái rương. À không, cái chìa khóa bạch kim nha. Uầy. Chìa khóa bạch kim lận đó. Để coi chìa khóa bạch kim cho mình món đồ gì dưới cái rương này nào. Đây. Chìa khóa bạch kim. Cho mình một cái Sentry Seal. Và khối gì hồng hồng vậy? Kim cương hồng à? À cái này là cái quặng Ravitite. Quặng Ravitite hả ta? Công dụng là gì á? Để làm kiếm à? Làm găng tay nữa. Cũng có công dụng đấy, lượm luôn.
Nhưng với cả những cái blind shark nè, một cây sẻn phượng hoàng, uầy, xịn đấy. Rồi, có được mấy vật phẩm này thì mình cứ gắn vô người thôi. Được cái sentry shield thì mình chưa biết công dụng của nó rõ lắm, nên thôi cứ gắn vô trước đi ha. Về tới nhà, công việc đầu tiên của mình là mình test lại cái cục Sun Onta này. Kỳ vậy. Ok à. Kỳ vậy. Tính ra mình lụm được cục này, mình đánh bại thằng mặt trời mình mới có đó. Kỳ cục kéo đi trời. Dưỡng mặt á. Rồi luôn. Thằng mặt trời cho mình cái món đồ dởm rồi, không xài được. Bóc phốt thằng mặt trời thôi. Cho món đồ xài không được à. Rồi, mình có quả trứng rồng Snowball nè, mình sẽ tranh thủ mình up luôn á. Đây, cho trứng rồng vô. Trong lúc chờ đợi cái trứng rồng Snowball up thì mình sẽ kiểm tra lại coi. Mình có được 4 mảnh ở nhà trong chuyến khám phá trước, kèm theo 5 mảnh bữa nay là 9 mảnh Forest Shark rồi. Vậy là chúng ta đã đủ để làm ra được một cái viên kiểu như là Leaf Stone rồi á, đúng không ta? Forest chứ. Đủ làm cái viên Forest Stone này rồi. Trời. Bữa nay là một chuyến đi rất là thành công luôn á. Và như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã kiểu như có những cái trải nghiệm tuyệt vời ở những cái công trình cũng như là những cái vùng đất mới ha. Và thật là may mắn vì mình đã có được cái quả trứng rồng hoàn toàn mới ở vùng băng này rồi. Và mong rằng trứng rồng sẽ mau up xong để chúng ta chào đón trong thời gian gần ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.